Khi vắt chanh vào mà nước rau muống có màu này thì dứt khoát không được ăn vì rau đã bị nhiễm hóa chất cực độc. Một chuyên gia hóa học vừa tiết lộ cách phát hiện rau muống nhiễm hóa chất cực thú vị cho các bà nội trợ. Điều đặc biệt là nó không làm tốn kém thời gian và công sức của chị em chút nào. Tất cả chỉ cần một giây sau khi vắt chanh vào nước rau muống luộc là các mẹ đã biết chính xác rau này có an toàn hay không. Phương pháp này hoàn toàn khoa học nhé các mẹ. Các chuyên gia cho biết, thông thường khi vắt chanh vào nước rau muống luộc, nước rau sẽ chuyển từ màu xanh sang màu đỏ hoặc màu vàng. Lý do, trong nước rau muống có chứa một lượng kiềm CaOH2, chất diệp lục phản ứng như chất chỉ thị màu. Trong khi nước chanh chứa lượng axit hữu cơ yếu là axit citric khá cao, lên đến 8% khối lượng khô trong quả, nên khi vắt chanh sẽ làm thay đổi độ oxit của nước rau. Điều này khiến cho màu của nước rau muống chuyển từ màu xanh sang màu vàng hoặc đỏ, tùy theo nồng độ axit. Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường. Ngược trở lại, các mẹ lưu ý, với rau muống bị phun thuốc trừ sâu hoặc tăng trưởng, những hóa chất độc hại tồn dư trong thân, lá rau sẽ làm cho nước rau không chuyển màu như trên. Nếu có cũng không đáng kể khi vắt chanh vào. Đây là một trong những dấu hiệu quan trọng nhận biết rau có sạch hay không nhé các mẹ. Ngoài bí quyết này, các chị em cũng cần lưu ý khi chọn rau để hạn chế tối đa nguy cơ mua phải rau muống nhiễm hóa chất nhé. Rau muống nhiễm hóa chất thường giòn hơn và lá thường có màu xanh đen do hấp thụ nhiều kim loại và chủ yếu là chì. Thân rau muống thường to hơn so với mức bình thường. Khi luộc rau, bạn sẽ thấy nước rau còn nóng, có màu xanh nhạt. Khi để nguội thì thành màu xanh đen, có vảy đen kết tủa. Rau bị nhiễm độc chì thường có vị chát chứ không ngọt thơm như rau muống sạch. Rau muống ngọt nhất khi vào đúng vụ, tầm tháng 4 đến tháng 6. Theo lời khuyên từ các chuyên gia, người tiêu dùng nên lựa chọn các rau quả theo mùa vì chúng dễ phát triển mà không cần nhiều phân bón, hóa chất bảo vệ thực phẩm hay chất bảo quản nên sẽ an toàn hơn, nhiều dưỡng chất hơn và giá cả cũng rẻ hơn nữa. Muốn chọn rau muống ngon, an toàn, bạn cần dựa vào một số đặc điểm. Rau ngọn nhỏ, nhìn hơi cứng cứng. Khi ngắt, cuống rau có vết nhựa loãng. Nếu rau có hiện tượng héo, lá quắc, bạc màu, rất có thể đã là rau của ngày hôm qua. Hạt rau để lâu chưa bán được thì cũng không nên mua các mẹ nhé. Để đảm bảo an toàn, các mẹ nên mua ở cửa hàng rau sạch, siêu thị uy tín để lựa chọn được sản phẩm an toàn với sức khỏe của bản thân cũng như là các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, trước khi nấu, bạn nên rửa nhiều lần bằng nước sạch để loại bỏ phần nào hóa chất còn sót lại trên rau. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Quý hơn cả muối mít, trên thế giới họ chuộng hạt mít vì chữa khỏi 6 loại bệnh sau. Trước giờ nghe truyền tai là ăn vào đánh rắm thối có dám động đến đâu. Mít là một trong những món khoái khẩu của nhiều người bởi mùi thơm hấp dẫn và vị ngọt đặc trưng của nó. Thông thường khi ăn mít, chúng ta thường bỏ sơ vào hạt, chỉ lấy phần thịt vàng ống. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hạt mít cũng có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và làm đẹp da như nhiều loại hạt và củ khác. Ngăn ngừa ung thư. Nếu như ở các nước phương Tây có hạt hạnh nhân, hạt ấp chó, thì Việt Nam lại có hạt mít. Hạt mít bùi bùi chứa tinh bột tự nhiên và các hoạt chất thần kỳ giúp chống chọi căn bệnh ung thư quái ác một cách vô cùng hữu hiệu. Khoa học đã chứng minh ăn hạt mít luộc cùng với mật ong nguyên chất sẽ càng tăng dược tính mạnh mẽ. Trong mật ong và hạt mít có chứa những chất kháng virus cực mạnh, giúp tìm và tiêu diệt cũng như ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển từ sâu bên trong cơ thể. Ngăn ngừa táo bón. Hạt mít có chứa chất xơ không hòa tan. Đây
đây là chất xơ có tác dụng duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giải độc ruột. Khi ruột và hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cho tóc và da trở nên đẹp hơn. Ngoài ra, hạt mít còn giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, bảo vệ cho trái tim khỏe mạnh. Bổ sung sắt cho cơ thể. Sắt là một thành phần của hemoglobin. Đây là chất giúp hỗ trợ quá trình oxy hóa của cơ thể, giúp tái sinh các tế bào máu đỏ. Khi sử dụng những thực phẩm giàu sắt sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ thiếu máu và những bệnh rối loạn máu khác. Đồng thời, sắt cũng thúc đẩy quá trình lưu thông máu, trong khi vẫn giữ cho trái tim và bộ não luôn khỏe mạnh. Làm săn chắc cơ bắp. Nếu bạn muốn sở hữu cơ bắp luôn khỏe mạnh và săn chắc, hạt mít là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Trong hạt mít chứa hàm lượng protein cao. Theo các chuyên gia y tế, protein thực vật có lợi hơn nhiều so với sử dụng đạm động vật. Trong khi đó, các protein có trong hạt mít không chứa cholesterol nên đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người dùng. Giảm bớt căng thẳng và ngăn ngừa nhiễm trùng. Khi bạn thường xuyên sử dụng hạt mít sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm trùng, mắc các bệnh do virus và vi khuẩn gây nên. Nguyên nhân là hạt mít có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus. Bên cạnh đó, hạt mít còn có thể ngăn ngừa mụn và cung cấp độ ẩm tuyệt vời cho da. Không chỉ vậy, nó còn chứa một loạt các vi chất dinh dưỡng, giàu protein, làm giảm bớt căng thẳng và hạn chế các bệnh về da. Tốt cho đôi mắt. Hạt mít giàu vitamin A có tác dụng duy trì một đôi mắt sáng khỏe. Không chỉ vậy, vitamin A cũng ngăn chặn các bệnh về mắt như bệnh mù trong đêm. Ngoài ra, vitamin này cũng giúp tóc trở nên khỏe đẹp, giảm thiểu tình trạng tóc khô gãy rụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dù mất ngủ kinh niên, cũng phải đặt mình xuống là ngủ khì như heo con no sữa. Có đến tận 6 món canh trị mất ngủ liền đấy nhé. Canh sườn hạt sen. Bắt canh sườn non nên cùng hạt sen, không chỉ giàu dưỡng chất mà còn rất tốt cho ai mắc chứng mất ngủ. Sườn sau khi làm sạch cho vào ninh, hạt sen tươi bóc vỏ, bỏ tầm sen và chần qua nước sôi. Khi sườn sôi khoảng 15 đến 20 phút thì cho hạt sen vào ninh cùng cho nhừ. Tiếp đến là khoai tây cắt miếng vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Canh chín, rắc hành lá nhỏ cho lên trên cho món ăn hấp dẫn. Canh rau rút cà rô rất tốt cho người mất ngủ, suy nhược thần kinh, ăn uống kém. Để chế biến món này cần làm sạch rau, bỏ rễ và lớp phao trắng bên ngoài, rồi rửa sạch thái nhỏ. Cà rô làm sạch, lọc lấy thịt. Ướp thịt cá đã thái mỏng với gia vị cho ngấm. Xương cá giã nhỏ lọc lấy nước, đun sôi nước lọc xương. Sau đó cho thịt cá vào, quấy đều. Đun sôi khoảng 5 đến 7 phút thì cho rau rút vào. Nêm gia vị vừa đủ. Canh dùng nóng với cơm. Canh hoa thiên lý nấu cua, mát, bổ và rất có ích cho người khó ngủ. Cua đồng gỡ mai để riêng, bỏ yếm rửa sạch để ráo, cho vào cối giã nhuyễn. Lọc lấy nước cua, bỏ bã. Lấy phần gạch ở mai cua rồi ướp với hạt nêm. Hoa thiên lý rửa sạch để ráo. Cho nước cua vừa lọc vào nồi cùng chút nước mắm rồi đun với lửa vừa. Nước cua sôi, cho gạch cua vào, vặn nhỏ lửa. Đun khoảng 5 phút để gạch và rêu cua đóng thành bánh. Sau đó cho hoa thiên lý vào, nấu chín, nêm gia vị, hạt nêm sao cho vừa ăn. Canh hến linh chi. Theo đông y, linh chi có vị ngọt, tính on, rất có ích cho người mất ngủ, mệt mỏi. Thịt hến có tính lạnh, không độc, giúp nhuận trường, an thần. Do vậy, canh hến linh chi là món ăn tốt cho người mệt mỏi, mất ngủ, tiêu hóa kém. Linh chi thái lát mỏng, cho vào nồi đất đun sôi khoảng hơn 1 giờ. Sau đó lọc linh chi lấy nước, bỏ bã. Thịt hến làm sạch, đem nấu chung với nước linh chi. Khi thịt hến chín, cho đường phèn vào, đun nhẹ cho tới khi đường phèn tan hết.
Canh vịt trắng, bí xanh. Đây là món ăn có tác dụng an thần, thanh nhiệt, chữa mất ngủ, thần kinh suy nhược. Vịt làm sạch, chặt miếng vừa ăn. Cho vịt vào nồi, cùng túi vải đựng phục thần, mạch môn và nước. Đun sôi khoảng 20 phút, thì cho tiếp bí xanh thái miếng vào. Tiếp tục đun đến khi vịt, bí chín nhừ, nêm vị là được. Canh lợn thịt, hào biển, có tác dụng trị mất ngủ, tim đập giòn. Thịt lợn rửa sạch thái miếng, cho vào nồi cùng với hàu, thêm nước vừa đủ rồi nấu canh. Khi thịt chín thì cho gia vị vào là được.